Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái âm ly karaoke gia đình ha. Đây. Đây là cái model của nó nè các bạn. Cái loại này là mình cái loại lắp ráp thôi các bạn. Loại này là loại lắp ráp thôi ha. Đó. Thì hiện tượng của nó là lúc mình mở lên đó các bạn, mình mở lên mình hát nhạc đó, thì có một kênh nó muốn hát hát, nó muốn nghỉ nó nghỉ ha. Với lại thêm một cái nữa là cái dàn mà karaoke của mình nè. Đó, cái tiếng của nó là mình dặn cái volume master này lớn lên, lớn như lắm nó mới hát mới được. Nó mới ra cái tiếng của mình hơi lớn một chút. Đó thì mic thì mình dặn ngay cái hướng 12 giờ nữa các bạn. Nè. Đó. Bây giờ mình mở lên, mình kiểm tra thử ha. Đây nè. Đó. Bên đây là cái kênh mà nó muốn tắt tắt nè. Đó. Đó. Tắt rồi đó các bạn. Nè, đó. Nó muốn tắt nó tắt, nó muốn hát nó hát vậy đó. Rồi, bây giờ là mình thử luôn cái phần metro nè. Cho nhạc nhỏ xuống hết nè. Thôi mình cho cái nhạc mức này đi. Đó, cái volume tổng mức này ha. Alo, 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 1 hay alo. Đó, nhỏ vậy đó các bạn. Bây giờ mình dặn cái này lớn lên chút xíu ha. Đó, nhỏ xíu à. Alo, alo, 1 2 3 4 1 2. Alo, alo. Đó, cái tiếng metro của mình á nó nhỏ hơn cái tiếng nhạc của mình nè các bạn. Đó, dặn lên mức lớn nè. Bớt cái nhạc lại nè. Nó vậy thì được lớn lớn chút nhưng mà mình ca thì nó không có hay các bạn, tại vì cái nhạc nó nhỏ hơn cái tiếng của mình á. Alo, 1 2. Đó. Nè, dặn hết ra gần gần hết 2/3 nè. Bên đây mình dặn mức này. Đó. Thì lúc mà nó lớn lên nó phịch một cái là hết hồn luôn. Rồi, bây giờ tiến hành tháo ra, kiểm tra xem coi bên trong nó bị hư cái gì ha. Đó, đây là cái phần bên trong đó nè các bạn. Mấy cái này là đồ lắp ráp hết. Hai cục biến áp. Hai bên công suất. Rồi, bây giờ tiến hành kiểm tra ha. Đó, đây là cái tổng thể của nó nè. Nguồn thì đậu từ lưa học gia học mất trách nè. Đây à, nguồn quạt nè. Đó thì cái nguyên nhân mà nó làm cho cái thằng này lúc lúc hát lúc không thì mình loại trừ bằng cách là ví dụ như nó đã hát được rồi, có nghĩa là công suất nó bình thường ha. Mình chỉ tìm cái đường ra của nó đó các bạn, từ cái phần mà đường ra dài vô relay đó. Rồi, bây giờ rút điện ra. Để mình dò cái mạch nó lại ha. Đó, phần relay nè. Đây cũng có relay. Thì nó hát được thì relay nó đóng được các bạn. Bây giờ mình mới dò cái dây ra nó ra nè. Coi nó có bị hở không. Cái trạm lo bên này nó hơi lỏng nè các bạn. Đó, nó lỏng. Rồi thêm một cái ban nữa là khi mà mình mở lên một lượt nó hai kênh luôn á, cho nó hát được hai kênh luôn á, thì một kênh nó hơi bị lớn, một kênh nó hơi bị nhỏ. Đó. Thì mấy cái ban này các bạn kiểm tra cho mình cái phần mà đường tín hiệu vào á. Đường tín hiệu vào là quên cái bo rề mình nè, xuống cái bo mà tiền phách đại nè, cái mạch bát chép của mình đó.
cuối cùng là cái volume tổng nữa các bạn. Đó thì các bạn dặn nhẹ 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 vậy nè, mà nó kêu sột sạc á là mấy cái nút của mình á nó bị dơ rồi, mình phải kiểm tra lại. Còn cái phần này là nó chế lại các bạn, chế từ lưa chưa. Rồi bây giờ tiến hành kiểm tra thì cái phần nó muốn hát nó hát, nó tắt là cái do cái trạm loa ngoài sau nè. Đó, nó do cái trạm loa ngoài sau nè các bạn, nó lắc nè, muốn rụng răng nè. Cái này thì các bạn thay mới là cũng được, mà không thì các bạn dặn sát vô á, dặn cho nó sát vô, lấy kìm bấm cho nó chết răng luôn, nó lả răng ra rồi hàng lại luôn các bạn. Đây để mình gắn vô mình sửa thử được không. Rồi được một phần, đó là cái đường tín hiệu ra là mình biết được là thằng này nó do nó xúc xịt nè các bạn, nó xức cái mối ở trong ra. Rồi tới cái phần bình lớn bình nhỏ nè. Đó xong bên cái phần mà nó bị một lúc nó hát một lúc nó tắt á là do cái trạm loa ngoài sau nó bị hở nè các bạn. Còn cái phần mà nó bị lớn nhỏ, mình dặn lớn như vậy thì cái tiếng mid của mình nó mới ra lớn, khi trong khi đó là mid của mình dặn là gần maximum luôn nè các bạn. Đó đây bây giờ mình kiểm tra trước là cái volume tổng nè, cái này dễ tháo nhất, dễ kiểm tra nhất nè. Thì cái phần nào dễ mình làm trước đi. Cái dàn không sức của nó là một bên nó 16 con các bạn. Đó, trên này 8, ở dưới đó 8 nữa đó. Công suất khủng luôn. Xài 6 con tụ. 1.880V. Đây, cái biến trở nữa nè. Đó, bây giờ mình mới kiểm tra xem coi nó có còn ok không. Cái biên trở này nó muốn hư nữa các bạn. Đó, mình dặn lớn nhỏ mà nó lên cái một, nó xuống cái một là nó muốn hư rồi. Còn cái phần bên này nè, mình dặn lên xuống hay là nó gì nó cũng phải từ từ nè. Đó, nó từ từ nè. Đó. Còn ở đây đó, mình nhích nhẹ nó chạy luôn. Đó. Đó. Tới bên đây ha. Thì nó hai kênh thì nó có hai cái hàng chân nó vậy đó. Đó. Mình chỉnh cái mức theo ý của mình ngay cái chỗ nào thì nó không có chạy ngay chỗ đó các bạn. Ví dụ mình dặn ngay cái khoảng 10 nè. Đó. Không được ha. Là cái biến trở này nó muốn hư rồi. Nó cũng có thể dặn lớn nhỏ được nhưng mà nó muốn hư rồi. Giờ mình mới tìm cái biến trở khác để mình đo thử ha. Nè, biến trở 50kg nè. Đó. Đó, bây giờ mình muốn dặn ở đâu mình dặn nè. Đó. Nó lên xuống từ từ mới đúng các bạn. Đó. Rồi, này cũng vậy luôn.
Đó, này cũng vậy luôn ha. Rồi, ok, được. Nói chung là mình đã tìm ra cái nguyên nhân mà nó bị nhỏ tiếng một bên nè các bạn, là do cái biến trở tổng của mình nè. Ha, mình tìm cái biến trở tổng của mình đo. Rồi, bây giờ mình mới thay thử cái biến trở này vô. Với những cái bạn mà đã chuyên ở bên này rồi thì những cái bên này là bình thường của người ta. Ở đây là mình chia sẻ cho những bạn mà nó mới mới bắt đầu làm cái điện tử của mình nè. Đó. Người ta tham khảo thôi. Cho nên video nó hơi chi tiết chút xíu. Còn mà sửa chia sẻ để mà cho thợ xem á, thì nó dễ lắm. Mình chỉ cần nói qua một cái rồi. Video không quá 5 phút nữa mà. Nhiều bạn xem thì có video thì nó hơi dài thiệt. Có video thì nó ngắn. Với lại nội dung thì ví dụ nó dài thì mình nói kỹ hơn. Còn mình làm video ngắn quá thì các bạn mới vào nghề thì người ta sẽ không hiểu ha. Đó, mình thay cái này cũng vậy nữa. Ví dụ các bạn thay ở nhà thì mình gỡ cái chân nào ra thì mình gắn qua chân đó, hàng lại liền qua chân đó liền. Ví dụ gỡ chân này ra nè, đó các bạn gỡ ra rồi các bạn hàng vô liền, còn mình tháo ra hết trơn luôn. Thì khi nào mà mình biết cái nguyên lý hoạt động của cái đó rồi thì các bạn hãy tháo ra hết trơn luôn. Còn này mình không biết thì mở chân nào ra thì mình gắn lại chân đấy ha. Cái này là chia sẻ cho những bạn mà có thể là tự thay ở nhà luôn. Đó. Chỉ cần các bạn biết chấm chì nè. Đó, biết hàng là làm được thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình mới cho nhạc vô thử ha. Rồi mình mở lên xem coi cái hiện tượng của nó có còn hay không. Nó còn bên lớn bên nhỏ nữa không ha. Cái này lát nữa mình thay mới luôn ha. Chứ dặn mình dặn là nó cũng không có cứng bằng mình thay mới luôn cho. Đã xong cái phần lo vô nữa các bạn. Bây giờ mình mới cấp nhạc vô. Quản cấp cho mình một đường nhạc thôi. Để mình nghe ha. Đó. Ví dụ mình cấp một đường nhạc vậy thôi. Rồi, bây giờ mở lên ha. Rồi, bây giờ kiểm tra luôn cái kênh bên kia. Ok các bạn. Không có tình trạng bên lớn bên nhỏ ha. Rồi bây giờ mình mới cấm luôn hai kênh. Bây giờ mình mở luôn hai kênh nữa các bạn. Nó cho chạy hai kênh luôn ha. Xong dặn lớn lên.
Rồi. Xong rồi bây giờ mình mới thử luôn cái phần karaoke. Xem coi cái tiếng nó ra nó có cải thiện không, hay là mình phải kiểm tra lại, sửa lại. À, rồi bây giờ dặn lớn lên nè, mình bỏ nhạc xuống luôn. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Alo. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Alo. Đó, thì mình đã kiểm tra, mình thấy là cái thằng micro này nó rất là nặng các bạn. Nó nặng lắm. Mà dặn lớn lên cho nó nhẹ lại thì nó sẽ bị hú. Đó. Bây giờ mình kiểm tra cái mạch micro và cái mạch echo nè các bạn. Đó. Đây. Echo. Rồi hai cái mạch micro của mình luôn. Giờ gắn cái volume lại ha. Rồi, bây giờ mình tháo cái mặt rề này ra ha, để mình kiểm tra nguyên nhân và vì sao mà cái mạch micro của mình nó bị nhỏ tiếng các bạn. Rồi bây giờ tháo ra ha. Đó, sau khi mà tháo ra xong rồi nè các bạn, nó như vậy. Hai cái bo mic nè. Bây giờ đầu tiên thì mình kiểm tra lại cái nguồn của nó. Cái nguồn này theo như sơ bộ mình nhìn thấy thì nó không có ổn áp các bạn. Đây nè, nó đi thẳng luôn. Đó, nó qua cái bộ nắng lọc xong rồi nó đi thẳng luôn, nó không có ổn áp gì hết ha. Ở đây thấy con tụ này nó phù nữa nè. Thì thường thường là mình ổn áp cho nó ra một cái đường điện nhất định đi. Ví dụ như ổn áp 15V, cho nó ra 15V. Rồi mình hãy cho vô hát. Còn cái này cái bo này nó không có cho ổn áp các bạn. Cái này nó do chắc thợ nhà người ta tự ráp á. Dù như biết được chút đỉnh thì cũng có thể ráp được, nhưng mà nó chưa có chuẩn nha. Thì thường thường thì mạch này nó phải có ổn áp để nó nuôi cho cái dàn rề của mình. Không thì điện áp này nó tăng hay nó giảm thì nó cũng ảnh hưởng đến cái mạch rề của mình đó các bạn. Đó, mở ra hết luôn. Rồi, sau khi mình tháo ra mình kiểm tra các bạn. Thì mấy cái phần này linh kiện nó không có hư IC hay điện trở gì, nó chỉ hư mấy cái biến trở thôi các bạn. Ở trên đây có mấy cái biến trở chỉnh cái tiếng min á. Đó. Với một cái biến trở chỉnh lớn nhỏ của cái thằng Echo. Thì trong đây nó hư mấy cái biến trở nè. Đó. Tiếp theo thì mình đậu lại cái nguồn cho nó ha. Đây. Đó, đậu lại cái nguồn ổn áp cho nó nè. Ra 15V. Còn lúc trước thì nó đi thẳng luôn. Ở đây thì cũng 15V nhưng mà mình đo là nó khoảng 20V có hơn đó các bạn. Đó, giờ mình đậu lại cái nguồn này. Thì cái tiếng echo hoặc cái tiếng của mình gắt giọng lên thì nó sáng hơn nha. Nó không còn tối giống như cái lúc trước mà mình mở nữa. Rồi, bây giờ mình tiến hành mở lên cho các bạn xem thử ha. Đó. Bây giờ mình thử tới cái micro của mình ha. Nè, bo micro nè. Lưu. Rồi, ok ha.
Rồi thì cũng rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ tháo ra mình kiểm tra. Thì trước tiên thì mình kiểm tra cái nguồn cho nó. Cái nguồn nó ok rồi thì mình kiểm tra tới mấy cái biến trở. Thì thường thường amply mà nó hư á, các bạn kiểm tra mấy cái biến trở trước cho mình ha. Đó, đây, mấy biến trở nè. Kiểm tra hết. Thì lúc nãy mình có thử là cái này nó còn bị sột sạc nè. Chút mình kiểm tra hai cái khác luôn. Thì nguồn này nó có cái bộ ổn áp nè các bạn. Đó, ở đây trên cái men âm ly khác nè, mình cắt ra mình gắn thử. Thì chạy cái nguồn này nó mới tốt các bạn. Tại vì trên đây nó có ổn áp. Rồi thêm một cái mạch ổn áp khác nữa. Cái này thì nó có mấy con diode zener nè. Nhiều khi mình ở nhà mình tự lắp thì nó hơi khó. Cái là mình tìm mấy con zener nó hơi khó các bạn. Nó zener ổn áp 15V nè. Đó, màu đỏ nè. Thì cái mạch này nó hơi rườm rà hơn chút. Còn các bạn muốn làm một cái mạch dễ hơn thì ở trên này thì cái nguyên lý chung của nó là cái bộ diode cầu nè. Tụ nè. Rồi mấy con tụ lọc trước sau của cái con ổn áp mình ha. Thì ở trên đây thì cái mạch này thì nó dễ hơn các bạn. Đó. Diode nè. Đó. Cộng nè. Trừ nè. Cái này AC ha. Này cũng AC luôn. Đó. Ở trên đây là cộng nè. Đây trừ nè. Rồi cái còn cái cộng dây giữa của cái biến áp mình ra 3 dây đó các bạn. Ra 3 dây gì nè. Đó, ra 3 dây. Vô đây một đầu nè. Số 1 nè. Này số 2 đi. Thì mình hạn vô đây số 1 nè. Số 2. Còn cái đầu dây số 0 này là mình hàng ở đây. Đó. Tiếp theo thì mình cho nó hai con tụ để lọc nguồn nữa các bạn. Cộng nè. Cộng nè. Đó. Tụ này thì 1000 mi trở lên ha. 50V. Nếu như ổn áp cho cái bộ này là ra 15V đó các bạn. Rồi tiếp theo là tới cái con ổn áp của mình nè. Ổn áp thì nó có con mình ổn áp bằng con 7815 đó các bạn. Đây 7815 chân số 1 nè. Đó. Rồi tới chân số 2 là mát nè. Đi số 3 là ra nè. Đó cái mạch ổn áp của mình ha. Nó ra là nó ra cộng 15V. Rồi tới cái đường ổn áp của cái con trừ 15V nè. Đó 7915 các bạn. Đó. Thì con này thì cái bố trí cái chân của nó hơi khác cái con 7815 của mình chút xíu. Có nghĩa là cái chân số 1 nè. Là chân mát ha. Đó. Chân số 2. Nó cấp nguồn vào ha. Rồi tới chân số 3 là ra. Trừ 15. Còn cái đây là cái dây mát nè các bạn. Dây mát chung á. Đó. Đây là cái nguồn đôi ha. Rất là đơn giản ha. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái amply karaoke gia đình. Là hiện tượng của nó là bị nhỏ cái tiếng echo, tiếng mid của mình đó. Với lại là nó bị hở luôn cái cổng out ra lo của cái mạch công suất của mình. Là nó bị hở thôi. Cái đó là mình dặn ốc hoặc hàng lại ha. Cái thứ ba nữa là cái bộ nguồn nè. Bộ nguồn này nó đưa thẳng luôn chứ nó không có ổn áp các bạn. Đó. Thì mình làm lại cho nó cái mạch ổn áp vậy. Lát mình bố trí sao cho nó gọn lại ha. Rồi nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha. Để nhận được nhiều video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.